ông Nawaz nói gì khi Mauritius từ bỏ danh hiệu Á hậu Hòa bình Quốc tế 2022? Đại diện của Brazil, Isabella Menin giành chiến thắng trong đêm chung kết và kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Eva Waraha, Thái Lan, Edina Julie, Indonesia, Lucille Materan, Venezuela và Mariana Bekova, Cộng hòa Séc. Được biết, những thí sinh lọt vào top 10 nhưng không lọt vào top 5 sẽ được gọi là Á hậu 5, trong đó Mauritius giải khán giả bình chọn, Puerto Rico, Tây Ban Nha, Colombia và Campuchia. Sau khi đăng quang Hoa hậu được 3 ngày, Mauritius Yuvna Rinista đã thông tin về việc cô sẽ từ bỏ danh hiệu Á hậu, lý do là cô không thể ký hợp đồng và hoàn thành nhiệm vụ của Á hậu năm. Thông tin trên đã được trang chủ cuộc thi cập nhật. Bên cạnh đó, cô sẽ không được sử dụng danh hiệu này về sau và ban tổ chức sẽ thông báo danh tính người thay thế. Ngoài việc Á hậu từ bỏ danh hiệu, Miss Grand International 2022 đang gặp vấn đề khi người hâm mộ Việt Nam bỏ theo dõi trang chủ khi nhận xét của ông Nawaz được cho là miệt thị ngoại hình như lưng dài, hông to đối với đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân. Được biết, nàng hậu chỉ có 3 ngày chuẩn bị từ khi đăng quang Miss Grand Việt Nam để sang Indonesia thi đấu. Thiên Ân cho hay cô sụt 5kg sau 3 tuần thi và bị cảm cúm nhưng đã ổn hơn trước đêm chung kết. Thiên Ân dừng chân tại top 20 với 2 giải phụ là trang phục dân tộc đẹp nhất và Country Power of the Year.